Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, một số người gặp phải tình trạng ham muốn tình dục quá mạnh mẽ. Điều này gây ra sự căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Nhiều người phụ nữ nhận thấy rằng bạn đời của họ có nhu cầu tình dục vượt mức bình thường và dường như không bao giờ có thể thỏa mãn được. Đây có thể là dấu hiệu của chứng cuồng dâm, một rối loạn có liên quan đến cả tâm lý và thể chất. Điều này khiến mối quan hệ dễ bị rạn nứt do mệt mỏi và căng thẳng. Việc quan hệ tình dục quá thường xuyên và mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra cảm giác chán nản hoặc xa cách trong mối quan hệ. Khánh Ngọc vừa nhận được một câu hỏi của một nữ độc giả phàn nàn về việc người mới cưới của mình có ham muốn quá mức. Khánh Ngọc xin chia sẻ bức thư này tới quý vị nhé. Chúng em mới cưới nhau được gần một năm. Chồng em ham muốn chuyện ấy rất mãnh liệt, không kể ngày đêm. Em cảm giác chồng em thích quan hệ đã trở thành thói quen. Trung bình ngày từ 2 đến 3 lần. Thậm chí có vài lần anh ấy gọi em về nhà vào buổi trưa để quan hệ. Việc làm tình của anh ấy không chỉ xuất hiện quá nhiều mà còn quá nhanh và quá mạnh. Anh ấy thường hay muốn quan hệ tình dục ngay lập tức khi nghĩ đến nó. Điều này khiến em rất khó chịu và vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Em lo lắng sẽ có những hậu quả tiêu cực nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra. Làm thế nào để anh ấy giảm ham muốn đi hả chị? Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính của chứng cuồng dâm thường bắt nguồn từ yếu tố tâm lý. Đây là tình trạng mà ham muốn tình dục vượt ngoài khả năng kiểm soát gây ra sự thôi thúc mạnh liệt. Trong trường hợp đôi vợ chồng này chỉ mới cưới gần một năm thì chưa thể nói lên được điều gì cả. Có thể là đời sống hôn nhân mới bắt đầu nên việc người đàn ông có ham muốn mạnh mẽ cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên dù là gì thì chúng ta cũng cần phải biết những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuồng dâm bao gồm những nguyên nhân sau. Một là sự đam mê quá mức, tức là việc người đàn ông quá yêu thương và mến mộ bạn đời, dẫn đến mong muốn chiếm hữu và thể hiện tình yêu thông qua tình dục một cách không kiểm soát. Hai là môi trường kích thích. Môi trường sống chứa đựng quá nhiều yếu tố kích thích tình dục khiến nhu cầu tình dục bị kích động liên tục. 3. Là trải nghiệm tình dục mãnh liệt. Trải qua những khoảnh khắc tình dục đam mê trong quá khứ có thể khiến người ta mong muốn tái hiện cảm giác đó, dẫn đến nhu cầu về việc quan hệ tăng cao. 4. Là tâm lý thích so sánh. Có người thích so sánh khả năng tình dục của mình với người khác và muốn chứng minh rằng mình vượt trội hơn, dẫn đến sự cạnh tranh về tần suất quan hệ. 5. Là nỗi sợ mất đi đối phương, mong muốn giữ chặt bạn đời, biểu hiện qua hành động chiếm hữu tình dục. Đây cũng là một lý do được cho là xuất hiện cái hiện tượng tâm lý cuồng dâm. Cuối cùng là tâm lý muốn chinh phục. Những người có suy nghĩ về quyền lực và sự vượt trội thường muốn chinh phục người khác qua con đường tình dục, thể hiện sự thống trị. Vậy câu hỏi của người vợ trong trường hợp trên là làm gì để hạn chế ham muốn của chồng? Việc này khá nhạy cảm. Nếu không khéo thì có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của đàn ông. Với việc hai bạn chỉ mới cưới nhau được gần một năm thì còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh. Năm đầu tiên của hôn nhân có thể chứng kiến ham muốn mạnh mẽ của đàn ông, nhưng nó có thể giảm dần một cách tự nhiên sau một thời gian tiếp theo. Với chứng ham muốn quá mạnh mẽ thì ngoài việc điều trị tâm lý, ăn uống cũng là một yếu tố giúp điều hòa ham muốn tình dục một cách hiệu quả. Sau đây thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ một số những cái thực phẩm có thể giúp giảm bớt ham muốn tình dục hoặc điều chỉnh nó ở mức cân bằng hơn. Thứ nhất đó là đậu đen. Đỗ đen chứa nhiều vitamin B1, niacin, canxi, phosphor, sắt và chất xơ thô, có tính chất trung tính.
Đỗ đen thì không chỉ giúp điều hòa khí huyết mà còn có tác dụng là điều tiết hệ thần kinh, hỗ trợ kiểm soát sự căng thẳng và giữ cho tinh thần thoải mái. Việc sử dụng đỗ đen trong thực phẩm hàng ngày có thể làm dịu ham muốn tình dục có hiệu quả. Thứ hai, đó là thịt ba ba. Thịt ba ba có chứa collagen, iốt, vitamin A, vitamin B1, vitamin D, niacin, protein, sắt, canxi và phốt pho. Những dưỡng chất này có tác dụng bổ âm, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý. Ăn thịt ba ba thường xuyên giúp đàn ông điều chỉnh khí huyết và hỗ trợ giảm sự căng thẳng về mặt tinh thần. Thứ ba, đó là thận lợn. Thận lợn là thực phẩm giàu kẽm, sắt, đồng, phốt pho, vitamin B và C, protein và chất béo. Thận lợn có tác dụng bổ âm, giúp cân bằng ham muốn tình dục và tăng cường chức năng thận. Thận yếu hoặc nóng có thể làm suy yếu sức khỏe và ham muốn tình dục. Do đó, thận lợn là một lựa chọn tốt để điều hòa hưng phấn tình dục ở mức cân bằng. Thứ tư, đó là thịt gà. Thịt gà là nguồn cung cấp protein, vitamin E, vitamin B, canxi, phốt pho và sắt. Thịt gà có tính chất trung tính, không gây kích thích nhưng lại giúp bồi bổ âm dương, bổ sung năng lượng và cải thiện chức năng tình dục cho cả nam và nữ. Thịt gà hầm ăn điều độ có thể làm cho cơ thể được ổn định về mặt khí huyết, giảm bớt ham muốn tình dục quá độ. Thứ năm, đó là gà áp. Gà áp chứa nhiều vitamin B1, vitamin E, axit pantothenic, protein và chất béo. Đây là một loại thực phẩm tốt cho cả phụ nữ và đàn ông, có tác dụng bổ âm, thanh nhiệt và bổ gan thận. Ăn gà áp giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện ham muốn tình dục một cách tự nhiên mà không gây kích thích quá mức. Do vậy, nếu đàn ông có ham muốn quá mạnh mẽ thì có thể ăn thịt gà áp hầm để điều độ hơn. Thứ sáu, đó là thịt chim bồ câu. Thịt chim bồ câu rất giàu chất sắt, phốt pho và kali, có tính bình và giúp bổ gan thận, bổ khí, bổ huyết. Theo y học cổ truyền thì chim bồ câu có tác dụng tăng cường sức khỏe, phù hợp cho những người muốn điều hòa khí huyết mà không gây tác dụng phụ. Thứ bảy, đó là vịt xạ hương. Vịt xạ hương có nhiều protein, vitamin và axit amin thiết yếu, giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ bổ thận, điều hòa chức năng tình dục. Theo y học cổ truyền thì ăn thịt vịt xạ hương giúp điều trị tình trạng yếu thận và làm ấm nội tạng, từ đó giúp điều hòa và cải thiện chức năng sinh lý. Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm để điều hòa ham muốn tình dục thì một trong những điều quan trọng nhất đó là đàn ông nên tham gia thể dục thể thao đều đặn, chuyển hướng ham muốn bằng việc tích hợp thêm các sở thích của mình như các trò chơi giải trí vào đời sống, đặc biệt là tránh các yếu tố kích thích ham muốn như phim ảnh. Quý vị thân mến, sự cân bằng ham muốn tình dục là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ hài hòa. Ngoài việc điều chỉnh tâm lý và tìm kiếm các liệu pháp trị liệu, chế độ ăn uống hợp lý cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc điều hòa ham muốn tình dục. Thực phẩm giàu dưỡng chất như đỗ đen, thịt gà, thận lợn, thịt ba ba và thịt chim bồ câu là những cái lựa chọn lý tưởng. Thông qua ăn uống và lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ quá trình điều chỉnh nhu cầu tình dục ở mức độ phù hợp, tạo nên một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.